Chuyện dài đếm những mảnh tình cuốn hai mặt A. Nàng vui miệng kể cho Lộc nghe bao nhiêu gã con trai ở thành phố này đang theo đuổi nàng. Từ ông thầy dạy anh văn, những gã đàn ông học cùng lớp, cho đến dăm ba ông có vợ ở Việt Nam mơ ước được đón nàng về ở chung. Lộc đặt tay lên đồi Mỹ và tha thiết nói: Anh biết, gặp em thì thầy tu cũng phải hoàn tục. Câu khen nịnh của Lộc làm Mỹ chợt buồn vì nghĩ đến Trình. Chưa hẳn Trình đã là người đàn ông lý tưởng về mọi mặt để Mỹ phải đắm say, nhưng Mỹ quá tự tin ở nhan sắc của mình, muốn tất cả mọi người đàn ông đều phải chú ý đến nàng. Giả như Trình yêu nàng và lấy nàng, chưa chắc nàng đã ở lâu với Trình, bởi vì nàng như con ngựa trứng đi hoang, khó có thể bó thân bên cạnh một người chồng cổ điển như Trình được. Lộc vẫn để bàn tay trên đùi Mỹ, xoa nhẹ nhẹ và từ từ kéo cái váy của Mỹ lên cao dần theo chiến thuật vết dầu loang. Mỹ giằng tay Lộc và bảo: Anh nói gì thì nói đi, sắp đến giờ em phải về rồi. Lộc làm bộ ngạc nhiên: Con về làm gì nữa, ở đây luôn với anh, sáng mai anh trả phòng rồi anh đưa em đi luôn. Gặp em chắc là má anh mừng lắm. Mỹ ngắt lời: Đi thế nào được, anh chỉ nói giỡn thôi. Em có muốn theo anh thì cũng phải cho xong thủ tục ly dị đã chứ. Lộc cương ẩu: Em không biết gì về thủ tục ly dị hết trơn. Em bỏ đi một thời gian là tự động tòa án sẽ coi như hai người ly dị, có thế thôi. Và là em với anh Dục chia tay lúc này là tiện hơn cả, là vì cả hai đều chưa có sự nghiệp tài sản gì cả mà phải chia đôi. Hơn thế nữa, em chưa có con, không ai phải cấp dưỡng, chần chờ càng lâu càng rắc rối. Nhưng em không muốn như thế. Em không muốn mang tiếng là trốn chồng theo trai. Em với anh Dục còn hôn thú, lấy anh em có thể bị tội xâm hôn nữa là. Lộc im lặng suy nghĩ. Rõ ràng Mỹ đã có chủ ý từ lâu. Bỏ thì giờ tìm hiểu luật ly dị rất kỹ lưỡng. Hay là Mỹ đã lăm le lấy thằng nào ở thành phố này? Lộc bâng khuâng hỏi: Thế bây giờ em tính sao? Đến lượt Mỹ ngồi yên không nói. Nàng thấy tự dưng vác đơn ra xin ly dị thì kỳ quá, không có một lý do nào chính đáng cả. Nếu chỉ vì cái chân què của chồng mà dứt khoát bỏ nhau thì thiên hạ sẽ chửi thối đầu. Phương thức hay nhất là cứ dòng chơi, Dục tự ái, Dục sẽ đòi ly dị. Nàng thở dài bảo Lộc: Em cũng chả biết tính sao. Lộc nôn nóng: Nếu chờ cho xong thủ tục ly dị thì cũng khá lâu. Hay là anh đề nghị thế này này, một mặt em cứ nộp đơn cho văn phòng luật sư đi, bao nhiêu chi phí anh chịu hết. Trong khi chờ đợi đó thì em sang ở với anh. Khi nào giấy tờ của em xong ấy, thì anh với em làm đám cưới. Mỹ lại thở dài: Thấy cũng tội nghiệp anh Dục quá. Lộc muốn phì cười vì tấm lòng thủy chung một cách mất dạy của Mỹ. Gã nhớ lại những liều lĩnh và cuồng nhiệt của Mỹ ngày còn ở trại tị nạn, những cuộc mây mưa diễn ra ngay sau lưng Dục, mà Dục vì tin vợ và tin Lộc không hề mảy may ngờ vực. Gã cũng dở giọng đạo đức phụ họa với Mỹ: Anh biết anh Dục là người rất tốt, nhưng mà số mệnh run rủi anh như tật nguyền. Em cứ bình tâm nghĩ lại đi, nếu em có thể suốt đời chung sống với anh Dục được thì anh với em chia tay. Anh hứa với em là không bao giờ liên lạc với em nữa, để em trọn vẹn với chồng em. Còn nếu em cảm thấy không thể ăn đời ở kiếp được với anh Dục thì em nên dứt khoát càng sớm càng tốt. Em còn trẻ và anh phải nói là ít người đẹp như em. Đường đời còn quá dài, em có can đảm ở mãi với người chồng tàn tật được không? Mỹ càng bối rối, nàng cúi đầu nói: Nhưng cũng phải từ từ đã chứ, đùng một cái em bỏ đi thế nào được. Thì anh có hối em đâu. Thôi thế này nhé, anh vừa điện thoại về nhà, mẹ anh bảo là anh phải về gấp vì không ai coi mấy cái nhà hàng bên đó. Vắng anh một ngày business xuống lắm. Ngày mai anh sẽ về. Không phải là anh dám nghĩ là em không có tiền, nhưng dù sao em cũng qua sau anh. Bây giờ anh ký check gửi em vài ngàn để em lo thủ tục giấy tờ. Nộp đơn xong em phone cho anh, anh sẽ đích thân sang đón em. Mỹ vẫn im lặng. Lộc quàng tay qua vai Mỹ rồi xoay người nằm úp lên người Mỹ. Câu chuyện tương lai tạm gác lại để nhường cho cuộc ái ân mà Lộc khao khát đã cả năm nay. Trình ở sở về nhìn căn nhà trống vắng, tự dưng nảy ra mối nghi ngờ về Mỹ. Chàng lật cuốn sổ điện thoại phone cho tiệm quần áo mà Mỹ đứng bán. Sắp đến giờ đóng cửa,
Bà chủ đang xếp tiền vào giỏ, kẹp ống nghe lên cổ. Trình đã chuẩn bị sẵn, chàng nói: "Thưa bà, tôi là chồng của Mỹ." "À, chào ông. Vợ ông đã về từ 3 giờ chiều, bà ấy nói là gia đình có việc khẩn cấp." Trình thừa người khựng lại mấy giây không nói được gì nữa. Dù đã đoán trước là Mỹ nói dối chủ và nói dối chàng để đi chơi, mà Trình vẫn thấy buốt nhói trong lòng, tội nghiệp cho Dục. Vài phút nữa khi đến đón Dục, chàng sẽ biết nói sao với bạn mình. Đồng lõa với Mỹ bảo Dục rằng vợ mày tối nay đi party ở nhà bà chủ, hay nói toạc ra rằng Mỹ càng ngày càng xảo trá, đằng nào cũng áy náy. Trình gác phone cầm sô chìa khóa ra cửa. Chàng hình dung nét mặt vốn lầm lì của Dục lát nữa sẽ hẳn lên những nét đớn đau khi trở về không thấy Mỹ hiện diện. Trình nhớ lại đôi ba lần có những gã đàn ông xa lạ gọi phone đến hỏi thăm Mỹ. Dục vô tình nhấc điện thoại, người ở đầu dây bên kia không cần biết Dục là ai, vỏn vẹn nhắn lời vấn an Mỹ rồi cúp máy. Cũng có đứa không thèm nói lời nào, nghe giọng đàn ông là tự động gác phone. Dục nhiều phen muốn ứa nước mắt. Trình nhìn bạn an ủi: "Đàn ông bên này bên nó như vậy đấy, nhiều thằng cả trơn lắm." Nhưng Dục lắc đầu: "Chả phải, ăn thua là ở đàn bà chứ. Nếu mà xã tao đứng đắn nghiêm chỉnh thì đâu có thằng đàn ông nào nó chơi chẵn xông vào tán." Trình cố ý an ủi Dục, nhưng chính chàng cũng thấy lời trấn an đó vô lý, bởi vì Dục nghĩ đúng. Lâu lâu Trình cũng khuyên nhủ Mỹ vài câu, nhưng hình như sau mỗi lần Trình khuyên, Mỹ càng hay đi chơi khuya để chọc tức Trình. Giết rồi Trình dửng dưng, mặc kệ Mỹ muốn làm gì thì làm. Đêm hôm đó, quá 12 giờ Mỹ mới về. Trình đã ngủ yên, Dục còn thức nhưng giả vờ say giấc không mở mắt nói chuyện với vợ. Sáng hôm sau Mỹ lại đi sớm, nhưng nàng không đến tiệm mà ra thẳng hotel gỡ gạc với Lộc một ngày cuối trước khi Lộc giã từ thành phố. Hai người nằm bên nhau gần trọn buổi sáng, rồi Lộc ký check 5.000 đồng tặng Mỹ và lái xe về. Từ hôm chia tay với Lộc, cuộc sống của Mỹ có nhiều đổi khác mà cả Trình lẫn Dục đều nhận thấy. Mỹ trầm lặng hơn, ít đùa giỡn hồn nhiên, cư xử với Trình dè dặt như kẻ mới quen. Nhiều lúc Mỹ ngồi đờ đẫn, mắt nhìn mơ màng ra khung cửa, mong ngóng một hình ảnh từ phương xa. Những thói quen thường nhật Mỹ rất chăm chỉ, chẳng hạn dọn dẹp nhà cửa, siêng năng giặt giũ áo quần. Bây giờ Mỹ lơ là không ngó ngàng tới, nhấp nhòm cuộc sống tạm bợ, đợi ngày Lộc trở lại. Nhưng chuyện đời chẳng đơn giản như Mỹ tưởng. Ngay hôm chia tay Lộc, Mỹ mang tấm check ra ngân hàng để đổi tiền mặt. Nhà băng bắt Mỹ chờ tới 2 tuần bởi vì chương mục của Mỹ không có tiền. 14 ngày sau tấm check của Lộc trả lại vì không có tiền bảo chứng. Mỹ không tin rằng Lộc nghèo, có thể vì Lộc nhiều sổ băng quá nên tiền bạc lẫn lộn. Không dám dùng điện thoại ở nhà, Mỹ điều đình với chủ tiệm quần áo cho nàng mượn điện thoại để kêu long distance gọi Lộc, rồi khi bill về thì nàng sẽ trả lại. Nhưng mấy lần Mỹ kêu, người nhà đều nói Lộc đi xa chưa về. Mỹ mòn mỏi và thất vọng dần. Nàng càng mặc cảm hơn vì có cảm tưởng rằng cả Dục lẫn Trình đều biết rõ chuyện vụng trộm của Mỹ và biết rõ Mỹ bị gạt gẫm một vố đau điếng. Nàng trở nên lầm lì ít nói, hay hờn giận và thường bỏ vào phòng nằm một mình. Có lần Trình bảo Dục: "Tao thấy vợ mày lúc này có chuyện gì bận tâm lắm. Mày nên nhân dịp này vỗ về bà ấy, biết đâu đây chẳng là một cơ hội lâu dài." Dục thản nhiên lắc đầu: "Bát nước đã hắt xuống đất, đâu có thể hốt lại được." Dục nói thế bởi vì chàng đã sắp xếp cho mình một con đường tương lai mà chính Trình cũng không biết. Một hôm Trình đi làm về không thấy Dục ở nhà, chàng toan ra công viên tìm thì thấy mảnh giấy Dục để trên bàn ăn. "Tao vắng nhà một thời gian, sẽ phone cho mày." Trình cầm mảnh giấy trong tay, bâng khuâng như trong giấc mộng. Chàng vào phòng ngủ của vợ chồng Dục, thấy chiếc vali đã biến mất, áo quần trên kệ cũng chẳng còn bao nhiêu, ngoại trừ mấy cái quần thật cũ của Dục. Trình ngồi thừ trên giường suy nghĩ. Trước mặt chàng trên chiếc bàn phấn lộng, gương lớn, bức hình chụp phóng lớn của Mỹ long lanh nhìn chàng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hết sức vô tình. Tháng trước ở trung tâm phục hồi bước ra, Dục yêu đời ra mặt, bước đi của Dục gần như toàn vẹn. Nếu không để ý, không biết chàng mang chân nạn giả. Mỹ cũng mừng lắm, liên tiếp mấy ngày rong chơi bên cạnh Dục, quên hẳn cái quá khứ tàn tật của chồng. Trình tưởng mọi việc đã xong, nào ngờ vẫn có sóng ngầm mà chàng không biết. Trình quay điện thoại cho Mỹ ở tiệm quần áo, chàng buồn rầu báo tin: "Chị Mỹ ơi, anh Dục đi mất rồi." Mỹ giật mình ngơ ngác hỏi lại: "Đi đâu?" "Thì chính tôi đang định hỏi chị đấy.
anh ấy có nói gì với chị không? Không anh, nhưng mà sao anh biết nhà tôi đi? Anh ấy để lại tờ giấy đây này, nói là sẽ vắng nhà một thời gian. Mỹ im lặng vài giây rồi nói: Anh phóng xe ra đây, chở tôi về có được không? Vâng, vâng, tôi ra liền. Mỹ xin phép chủ về sớm hơn thường lệ. Ngồi trên xe bên cạnh Trình, Mỹ đăm đăm suy nghĩ, lâu lâu lại nhắc lại một câu hỏi cũ. Đi đâu mới được chứ? Anh ấy có quen ai ở thành phố này đâu? Tôi chắc là anh ấy đi xa, chứ ở thành phố này thì nói làm cái gì? Lần quần ở đây thì thế nào cũng gặp lại. Đọc tờ giấy anh ấy viết, tôi đoán là anh đi xa. Anh Dục yếu đuối lại không có tiền, lang thang một mình làm sao mà sống nổi cơ chứ? Tội nghiệp. Mỹ trấn an Trình: Tiền thì anh Dục có, không lo. Câu nói của Mỹ hoàn toàn vô tình, vì Mỹ biết Dục được bạn bè các nơi giúp đỡ. Nhưng Trình lại có cảm tưởng Mỹ dửng dưng trước việc Dục ra đi, cho nên Trình đổi giọng hơi gay gắt: Sao chị biết anh ấy có tiền, lấy ở đâu ra? Lâu lâu tôi đưa vài chục bạc anh ấy còn nhất định không lấy cơ mà. Rồi không chờ Mỹ trả lời, Trình tấn công luôn: Chị làm gì mà anh ấy bỏ đi? Chị có nói gì không? Chắc lại mới cãi nhau chứ gì. Mỹ bực mình vì thái độ hỗn xược của Trình, nàng sẵng giọng: Ông ấy muốn đi thì đi, chứ tôi làm gì ông ấy, anh hỏi vớ vẩn. Ít lâu nay tôi thấy anh ấy vui lắm, tự dưng lại bỏ đi là thế nào? Mặc xác ông ấy, anh đừng có hỏi tôi nữa. Anh tưởng ông ấy đi là tôi vui lắm hay sao? Trình yên lặng không nói gì nữa. Tự dưng anh thấy sự luyến tiếc nếu có ở Mỹ chỉ hoàn toàn là một trò giả dối mà thôi. Tuy bước đi của Dục đã tương đối bình thường, nhưng cả thành phố này ai cũng đều biết Dục cụt chân. Lâu lâu Trình và Mỹ vẫn phải nghe những lời bình phẩm cay độc của thiên hạ. Con nhỏ đẹp quá mà có thằng chồng què. Chắc chắn Mỹ không chịu đựng nổi những phê phán đó. Thêm vào đấy, tình trạng sức khỏe của Dục không cho phép Dục làm những công việc nặng. Ở một thành phố toàn kỹ nghệ sắt như thành phố này, Dục không lao vào xưởng máy, không thể kiếm được tiền. Khả năng văn phòng thì Dục mù tịt, tiếng Anh chỉ vừa đủ để nói những chuyện đơn giản. Xét cho cùng, Dục vẫn nằm trong lớp người thua thiệt, nếu không nói là phế thải. Xe về đến nhà, Trình bỗng hối hận đã gay gắt với Mỹ. Chàng dịu giọng nói: Chị thử nghĩ xem anh ấy đi đâu, có bà con thân thuộc gì ở bên Mỹ này không? Mỹ im lặng không thèm đáp. Hai người vào phòng ngủ, Mỹ đứng chống nạnh nhìn quanh, chớp mắt mấy cái và hỏi Trình: Anh ấy viết cái gì thế? Trình đưa mảnh giấy, Mỹ đọc thật nhanh rồi ngồi bệt xuống giường. Trình đứng tựa cửa nhìn Mỹ, cả hai không nói. Trình toan quay ra thì Mỹ lại lên tiếng: Có cuốn sổ điện thoại, chắc là anh ấy mang đi rồi, biết đường nào mà mò. Anh ấy có mấy ông bạn ở trên Los, còn bà con thì chỉ có ông chú ruột bên Canada thôi. Sang Canada thì chưa được đâu vì chưa có giấy tờ mà. Trình nghe Mỹ nói dứt câu, chàng vào phòng tắm rửa mặt rồi để nguyên quần áo ra nằm trên sofa. Chàng toan điện thoại hỏi thăm mấy người quen ở các tiểu bang khác, nhưng đoán là Dục chưa thể đến bất cứ nơi nào được, vì Dục đi xe bus, ít lắm tối mai mới có thể liên lạc được. Trong phòng, Mỹ lay hoay xếp đặt các đồ đạc và máng lại quần áo. Nàng không lo Dục thiếu thốn vì biết chắc Dục có bọc theo mấy ngàn đồng. Nhưng nàng thấy tội nghiệp đôi chân của Dục lang thang không biết sẽ dừng lại ở đâu. Mỹ đứng dậy lại gần cửa sổ nhìn xuống đường, rồi quay lưng lại ngó quanh căn phòng. Nàng thấy không khí vắng lặng và có cảm tưởng Dục đã đi từ lâu lắm chứ không phải mới đây. Một lúc sau, Mỹ mở ngăn tủ đầu giường lôi ra cuốn album, lật dở từng trang. Những bức hình chụp ở trại tị nạn, trong đó có Lộc cười cười đứng bên cạnh Dục. Mỹ chăm chú nhìn lại khuôn mặt Lộc, khuôn mặt mà nàng mơ hồ cảm thấy những nét sở khanh bắt đầu hiện hiện. Ngoài phòng khách, Trình nằm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, tiến lại cửa phòng ngủ của Mỹ, đứng bên ngoài nói vào: Việc anh Dục bỏ đi đó, chị đừng có cho ai biết vội nhé. Mỹ gấp vội cuốn album và đáp: Khùng hay sao mà cho thiên hạ biết. Nhưng anh tính sao bây giờ? Thì đợi một hai bữa nữa tôi sẽ điện thoại hỏi thăm mấy người bạn quen ở mấy cái tiểu bang khác xem thế nào. Mỹ bước lại phía Trình và nói: Thôi, tạm gác chuyện đó lại đi, tôi đi nấu cơm đây, đói lắm rồi. Vâng, chị nấu cơm đi, tôi để tôi chạy một vòng rồi tôi về ăn là vừa. Dứt lời, Trình cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa. Mặc dầu không hy vọng là Dục còn luẩn quẩn trong thành phố, Trình vẫn muốn đi kiếm. Chàng ghé lớp dạy đàn nói chuyện với ông thầy, rồi sang thư viện đứng nhìn cái bàn mà thường ngày Dục vẫn ngồi đọc sách. Sau đó Trình đảo qua công viên
dừng xe bâng khuâng ngó Thiên Hạ một lúc rồi ra về. Tới nhà, Mỹ đón ở cửa hỏi một câu thừa thãi: có thấy anh ấy không anh? Trình lắc đầu không đáp. Mỹ vừa tắm xong, thay đồ bộ và chuẩn bị dọn cơm. Hai người ngồi vào bàn, Trình hững hờ cầm đũa mà ngậm ngùi nhắc lại ý nghĩ cũ. Anh Dục nói là vắng nhà một thời gian, nhưng mà tôi chắc là anh ấy không trở lại nữa đâu. Mỹ mừng thầm trong bụng, nhưng làm bộ hỏi lại cho chắc. Thế tại sao anh lại nghĩ thế? Thì chị nghĩ xem, giả sử anh chị ở riêng, anh ấy đi vắng một thời gian cũng chẳng sao. Đằng này anh ấy để chị ở lại với tôi trong một căn nhà. Dù tôi với chị chả có tình ý gì thì Thiên Hạ cũng mặc nhiên coi như là chị chung sống với tôi. Và anh Dục, chính anh ấy cũng có thể sẽ nghĩ như thế. Mỹ nhìn Trình dò xét. Nghĩa là ý anh muốn tôi dọn ra ở một mình à? Trình vội lắc đầu. Không phải vậy. Mỹ nhấn mạnh. Anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi ngay tối nay. Anh tưởng tôi cần ở lại với anh hay sao? Trình cười nhạt. Hơi một tí là chị nổi nóng. Không trách anh Dục giận chị. Mời chị cứ việc ở lại đây. Tôi chỉ muốn nói rằng chuyến này anh Dục sẽ ra đi không trở lại. Có thế thôi. Sẵn cơn giận, Mỹ nói luôn. Ông ấy đi luôn càng tốt. Trình quăng đôi đũa xuống bàn, gay gắt nhìn Mỹ. Chị khỏi nói, tôi cũng biết con người bạc bẽo của chị. Gặp tôi bóp cổ chết lâu rồi. Mỹ uất nghẹn không ăn được nữa. Nàng đứng dậy rưng rưng nước mắt vào phòng nằm. Nàng vừa khóc vừa ngẫm nghĩ xem nên đi đâu bây giờ. Sống bên cạnh thằng đạo đức giả này khó chịu quá. Trình cũng vừa nhận ra là mình đi quá trớn. Chàng liếc mắt nhìn vào buồng ngủ, thấy Mỹ nằm úp, duỗi thẳng hai chân gục mặt trên gối. Bộ đồ vải trắng mong manh ôm sát tấm thân đẫy đà của Mỹ. Trình có cảm tưởng nếu chàng bước vào, ngồi xuống bên cạnh tỉ tê vài câu và đặt bàn tay lên lưng Mỹ, nàng sẽ không phản đối. Trình thở dài bưng chén cơm, ăn vội vã cho xong rồi đứng dậy đi ra cửa. Tự dưng, Trình thấy cần phải chạy một vòng quanh thành phố cho khuây khỏa nỗi bứt rứt trong lòng. Nghe tiếng cửa khép, rồi tiếng máy xe rú lên trước sân, Mỹ biết Trình đã đi khỏi. Nàng ngồi dậy, ra phòng khách, lòng nàng đang trải qua những cảm giác dẫn hỗn độn. Từ lúc Trình báo tin Dục đã bỏ đi, mà chắc là sẽ đi luôn. Tuy có mơ hồ tội nghiệp Dục, nhưng Mỹ thấy nhẹ nhõm khoan khoái, vì Dục bỏ đi là cất cho nàng một gánh nặng từ lâu vướng víu. Đáng lẽ chính nàng phải bỏ đi mới phải, không ngờ Dục lại giã từ trước. Đúng là không mua vé số mà vẫn trúng số. Mỹ nghĩ nhanh đến Lộc và bực mình vì mấy tháng nay Lộc trốn biệt không liên lạc với Mỹ. Thời cơ thuận tiện quá, nếu lúc này Lộc trở lại, Mỹ sẽ thanh thang cuốn gói đi theo. Nàng mở cuốn sổ điện thoại gọi cho Lộc, nhưng người nhà vẫn trả lời là Lộc đi xa chưa về. Mỹ nhớ lại tấm chi phiếu không tiền bảo chứng và quyết định từ nay sẽ không thèm nghĩ đến Lộc nữa. Nàng sẽ ở lì tại đây với Trình chỉ một thời gian ngắn, lửa gần rơm, hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Khoảng 10 giờ đêm Trình trở về, nghe tiếng xe hơi chạy vào sân, Mỹ giả bộ lên giường nằm thổn thức tiếp. Nàng quay mặt vào vách, đưa lưng ra phía cửa. Nàng lắng nghe tiếng bước chân Trình ngoài hành lang, tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi cánh cửa mở và đôi giày Trình tháo ra, đặt vào sát tường theo thói quen rất ngăn nắp của chàng. Trình tiến lại và đứng ngay trước cửa phòng Mỹ. Để báo cho Trình biết là mình còn thức, nàng lôi tấm chăn đắp ngang người từ hông trở xuống. Trình tựa vai vào khung cửa, thở mạnh rồi bước vào. Chàng đứng xa xa, ngần ngừ một lúc rồi nói. Tôi xin lỗi chị, lúc nãy tôi nóng quá. Mỹ hả hê lắm nhưng vẫn nằm im, chờ Trình nhắc lại lời xin lỗi lần thứ hai. Nàng mới thở dài và trở mình nằm ngửa, mở mắt ngước lên nhìn Trình. Trình tiếp. Anh Dục bỏ đi, tôi áy náy quá không biết tính làm sao, nên tôi nặng lời với chị, mong chị bỏ qua cho. Mỹ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, tấm chăn vẫn đắp trên đùi. Trình nhấc cái ghế nhỏ ở góc phòng lôi lại đặt bên cạnh giường, ngồi xuống. Mỹ nói. Tôi cũng buồn lắm, chứ anh tưởng tôi vui sao? Chắc là anh ấy hiểu lầm tôi. Trình cười chua chát. Hiểu lầm chị thì nói làm gì? Tôi sợ anh Dục hiểu lầm cả chính tôi nữa đấy. Mỹ nhìn Trình dò xét. Anh sợ anh Dục nghi tôi với anh à? Trình nhún vai. Thì cũng có thể lắm. Mỹ gợi ý. Tôi với anh có gì đâu mà ông ấy nghi.
Khi người ta tuyệt vọng, người ta hay ngờ vực lung tung. Rõ ràng là anh Dục chẳng còn coi tôi ra gì nữa. Anh ấy bỏ đi mà chỉ để lại cái nốt lại cho anh, không nói với tôi tiếng nào. Như thế là nghĩa làm sao? Có phải anh ấy mặc nhiên là không coi tôi còn là vợ anh ấy nữa chứ gì? Trình kéo cái ghế lại gần, cúi người thấp hơn, đan hai bàn tay vào nhau, và chàng nói chậm từng tiếng. Tôi hỏi thật nhé, mấy hôm chị đi chơi khuya đó, chị đi đâu vậy? Mỹ kể. Một lần thì đi cine, một lần đi party nhà bà chủ tiệm, mấy lần đến nhà bạn bè nhỏ Dung đó, anh biết nó không? Tôi thường ghé nhỏ Dung nói dóc chơi. Trình nhìn thẳng vào mắt Mỹ, nàng ngượng ngập cúi xuống né tránh. Trình thong thả nói, những bữa khác thì tôi không biết, nhưng cái hôm mà chị phone cho tôi, chị bảo rằng chị đi party ở nhà bà chủ thì tôi biết là không phải. Thú thật với chị là bữa đó tôi có phone cho bà ấy, và tôi xưng là chồng của chị. Bà ấy bảo tôi là chị xin về sớm vì nhà có chuyện khẩn cấp. Chị đi đâu hôm đó mà mãi nửa đêm chị mới về? Mỹ hơi tái mặt, nàng nhớ lại mấy tiếng đồng hồ nằm với Lộc trong ô ten. Nàng nói lảng, anh cũng ghê gớm thật, làm gì mà anh theo dõi tôi kỹ vậy? Anh có phải là chồng tôi đâu. Nếu tôi là chồng chị thì tôi đã chẳng theo dõi, tôi chỉ việc chia tay với chị là xong cho đỡ bận tâm. Mỹ ương ngạnh nói, anh mà là chồng tôi à, tôi sợ anh chưa kịp bỏ tôi đã bỏ anh trước rồi. Trình cười rồi nghiêm mặt hỏi Mỹ, tôi hỏi chị cái này nhé, có phải chị có người yêu ở thành phố này phải không? Mỹ lắc đầu. Đâu, người ta theo đuổi tôi rất đông, nhưng tôi chả chú ý tới ai cả. Nhưng tôi hỏi anh, cái hôm anh phone cho bà chủ của tôi ấy, anh có kể lại với anh Dục không? Dĩ nhiên là không, tôi ngu gì mà kể. Anh Dục chỉ buồn thêm mà chị lại thù tôi. Nhưng hôm đó chị đi đâu? Mỹ nhớ đến tấm chi phiếu của Lộc và thấy ngượng với chính mình. Nàng la lên, sao anh tò mò quá vậy? Đi đâu kệ tôi chứ. Trình đứng dậy trong một tư thế chán trường. Thôi, đằng nào cũng lỡ rồi, anh Dục đã ra đi. Tôi linh cảm thấy anh ấy không trở lại nữa. Bây giờ thì chị hoàn toàn tự do. Mỹ tung chăn đứng dậy theo Trình ra phòng khách. Nàng hỏi, anh tính sao bây giờ? Tính cái gì nữa, như tôi đã nói với chị nhiều lần rồi, chị với tôi ở với nhau như thế này bất tiện lắm, tình ngay mà lý gian. Mỹ cắm nước sôi pha trà rồi bảo Trình, sao anh cứ hay để ý tới Thiên Hạ? Anh qua đây đã lâu, tôi tưởng cái tính hay quan tâm đến dư luận đã mất rồi chứ. Bắt chước Mỹ, mình chỉ nghĩ đến chính mình mà thôi, tình ngay mà lý gian, tình gian luôn cũng chả sao. Trình cãi, tôi có quan tâm đến Thiên Hạ đâu, tôi chỉ nghĩ đến anh Dục mà thôi. Mỹ nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 12 giờ đêm, nhưng nàng không buồn ngủ. Tối nay có cái gì đổi khác trong cuộc đời, một khúc rẽ mà nàng linh cảm thấy rất quan trọng, làm nàng lâng lâng muốn thức trắng. Nàng hỏi Trình, anh uống cà phê không? Trình để ý thấy Mỹ đã lâu lắm không pha cà phê cho Dục, đêm nay Dục mới đi. Nàng tỏ ra ân cần với Trình. Chàng lắc đầu ngồi yên, chờ Mỹ nhắc lại lần thứ hai, Trình mới đáp, nửa đêm rồi uống cà phê làm sao ngủ được. Thể thức luôn. Đàn bà thật khó hiểu. Trình nghĩ thầm rồi bảo Mỹ, ngày mai chị tính không đi làm hay sao? Nghỉ một bữa để mừng chồng bỏ đi chắc. Vừa nói, Trình vừa bước lại phía quầy bếp, cúi xuống mở một ngăn tủ, lôi ra chai rượu vang của Đức mà chàng bỏ lăn lóc trong đó đã cả năm nay. Hôm vợ chồng Dục mới sang, Trình mời một số bạn bè đến chung vui. Thiên Hạ khuân lại cả chục chai rượu vang, mà Trình thì ít khi nào nhớ đến bia hay rượu. Đêm nay tự dưng Trình muốn say. Tửu lượng chàng rất yếu, một hai ly rượu vang đủ làm chàng choáng váng. Chàng cầm chai rượu, hai cái ly mang ra bàn đặt trước mặt Mỹ và mỉm cười. Uống cái này chị, tôi nhớ hôm mới qua chị uống dữ lắm, Thiên Hạ sợ chị luôn. Mỹ sáng mắt đáp, ừ phải đấy, lâu lâu uống rượu cũng vui chứ. Hai người ngồi đối diện nhau, Mỹ chớp mắt long lanh chờ đợi. Trình rót rượu ra cốc trao cho Mỹ, rồi nâng ly của mình và nói, mời chị. Mời anh. Mỹ uống một hơi cạn cả ly, thở mạnh rồi tự động cầm chai rót thêm cho mình. Hơi men bốc rất nhanh, nàng thấy nóng bừng cả cơ thể. Nàng uống một hớp nữa và nhìn Trình nói, lạ nhỉ, anh qua đây đã mấy năm mà không lấy vợ. Trình cười, ai lấy tôi? Anh không quen cô nào sao anh Trình? Trình lưỡng lự đáp,
Cũng có chứ, nhưng mà có lẽ là duyên số chưa đến. Tôi thấy anh là một người đàn ông kỳ bí. Trong men say ngà ngà, Trình nói thật lòng mình. Tuổi của tôi thì qua đây thật sự cũng khó lấy vợ. Những người con gái thì chê tôi già, chỉ có những bà giang dở vướng bận con riêng thì may ra mới ngó đến tôi. Nhiều người cứ nhất định cho rằng tôi đã có vợ ở Việt Nam, sang đây làm bộ khai độc thân. Mà tôi hỏi thật, ở Việt Nam anh đã có vợ chưa? Trình tròn mắt nói, đấy, chính chị cũng không tin là tôi còn độc thân mà. Mỹ bạo dạn hơn. Nghĩa là gần 40 tuổi anh vẫn còn trinh. Nói xong nàng cười sặc sụa trào cả nước mắt và ngoẹo đầu gục hẳn xuống sofa. Nàng nhíu mắt lại, cố mở lên không nổi. Nàng nằm thẳng ra ghế, hai chân buông thả trước mặt Trình, đôi vú căng lên nhấp nhô theo nhịp thở sau lớp vải mỏng mong manh. Trình có lần được nhìn thấy ngực nàng trọn vẹn do sự cối phơi bày của Mỹ, làm chàng bị ám ảnh mấy đêm liền. Mỹ nhướng mắt lên nhìn Trình cười gượng. Anh chúc rượu tôi say quá, chắc tôi gục luôn tại đây à? Dứt lời nàng lại nhắm mắt và hình dung chỉ trong giây lát Trình sẽ mềm lòng tiến tới cúi xuống hôn lên đôi môi nóng bừng của nàng. Trình ngồi yên, cốc rượu dở dang run run trong tay. Trước mặt chàng, tấm thân dài thườn thượt mời gọi, hâm nóng sự dạo dực trong cơ thể tưởng đã khô cằn của chàng từ nhiều năm qua. Biên giới tình dục chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Trình nuốt nước miếng, cổ họng khô cháy. Chàng nốc cạn ly rượu còn lại và chánh choáng đứng dậy. Mỹ nằm nôn nao chờ đợi. Một lúc khá lâu, nàng mở mắt ra, chỉ thấy căn phòng trống vắng. Trình đã lặng lẽ vào buồng ngủ từ lúc nào rồi. Một buổi chiều, Trình ngồi ở bàn ăn đọc báo để dò la tin tức về Dục. Mỹ từ buồng ngủ bước ra, tươi mát như bông hoa trong nắng sớm. Trình có cảm tưởng nàng đã hoàn toàn quên Dục rồi. Chàng ngẩng lên nhìn Mỹ, rồi lại cúi xuống ngay. Chàng liếc nhanh mấy hàng chữ lớn, không có tin gì đặc biệt. Chàng quăng tờ báo và thử người suy nghĩ. Mấy tháng nay Trình đã khổ công liên lạc khắp nơi, không có dấu vết gì của Dục. Chàng vẫn chung sống với Mỹ, một tình trạng lạ lùng mà đời chàng chưa bao giờ ngờ tới. Cùng một mái nhà, vào ra đêm ngày có nhau. Chàng biết rất rõ tất cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của Mỹ, biết cả loại băng vệ sinh Mỹ thường dùng mỗi tháng. Vợ của bạn ta là chị dâu ta, cổ nhân đã dạy như thế. Và Trình cố gắng tự chế để duy trì biên giới giữa chàng và Mỹ. Chiều nay đi làm về, Mỹ vội vã thay quần áo và rủ Trình đi nhảy đầm. Trình băn khoăn lắm, chẳng những chàng sẽ không đi, mà hơn thế nữa, chàng không muốn Mỹ làm quen với cái không khí xả vũ. Chàng tự cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ Mỹ, chờ ngày Dục trở lại. Mỹ đẩy cửa bước ra, đến bên cạnh Trình. Nàng gác một chân lên cái ghế đối diện để xỏ giày và hỏi. Bây giờ anh có đi với tôi hay không? Không thì tôi kêu người khác đến đón. Trình á khẩu trố mắt nhìn Mỹ, khuôn mặt điểm trang kỹ lưỡng, khác hẳn mọi ngày. Lông mày tô thật đậm và đôi mắt đánh mascara sâu thẳm, làm Trình bất chợt nhớ đến Dục, đến hình ảnh bệ rạc của Dục ngày còn ở bên Trình. Mỹ mặc sườn xám màu đỏ thẫm, loại y phục vốn rất khó mặc vì đòi hỏi một thân hình vừa cao vừa gọn. Chiếc áo xẻ quá cao thấp thoáng cái đùi dài của Mỹ. Trình khổ sở đề nghị. Chị đừng đi, ở nhà tôi muốn phim về coi. Mỹ vừa xỏ giày vừa đáp. Ở nhà nhìn mặt anh mãi à, boring lắm. Boring, cái xã hội kỳ lạ, ăn no rừng mỡ, đứa con nít mới nứt mắt ra cũng đã than boring. Ngày còn trong nước chạy cơm từng bữa không đủ, đêm nằm, ngay ngáy lo công an đập cửa dẫn đi, chưa nghe ai than cuộc đời nhàm chán. Quy luật nhân loại tự cổ chí kim hình như vẫn thế. Chỉ có những kẻ sung mãn tiền bạc và danh vọng mới thấy chán đời, chưa hề thấy người hành khất nào tự tử. Trình khẩn khoản nói. Tôi không muốn chị đi đến những chỗ đó, người này mời người kia ôm, quay cuồng trong tay thiên hạ. Mỹ hếch mắt khiêu khích. Anh ghen à? Trình nhấn mạnh. Vâng, tôi ghen. Tôi ghen dùm cho anh Dục. Mai kia anh ấy trở lại, anh ấy sẽ trách tôi. Mỹ nhìn đồng hồ tay rồi ngồi xuống ghế. Tôi đòi dọn ra ở riêng, anh cũng can. Ở với anh cấm đoán đủ thứ, cứ y như là ông bố chồng khó tính. Trình phân trần. Tôi giữ chị ở lại là vì chuyện ra đi của anh Dục, cả thành phố này chưa ai biết.
Có người nào hỏi tôi đều nói là anh ấy nằm nhà thương để chữa chân. Giấu được ai nữa, thiên hạ biết hết trơn rồi. Chính Trình cũng hiểu điều này, ít lâu nay chẳng nhận được những cú phôn của những gã đàn ông xa lạ gọi đến đòi nói chuyện với Mỹ. Một thằng bạn của Trình có lần cười cười bảo chàng: thằng cha Dục đi tu rồi, bỏ lại con vợ đẹp quá, ông vô đi, ông không nhào vô thì để tôi. Trình ở vào một thế kẹt, chàng không thể lấy Mỹ được vì Mỹ là vợ Dục. Và lại dưới mắt Trình, Mỹ là một người tình tuyệt diệu, nhưng lấy làm vợ thì có thể là một đại nạn như trái bom nổ chậm. Nhiều đêm chàng thao thức trăn trở, giằng co giữa lý trí và cảm xúc, thậm chí có lúc thể xác đòi hỏi, chàng đã mon men mò sang phòng của Mỹ, đứng rất lâu ngoài cửa, đắn đo toan giơ tay gõ và chủ quan đoán rằng Mỹ sẽ hân hoan mời chàng vào chia sẻ gối chăn. Nhưng rồi chàng lại kìm hãm được và lặng lẽ trở về nằm xuống, thở dài đau khổ. Tình trạng này chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu. Mỹ đứng dậy vào phòng lấy bóp, Trình ngước mắt trông theo buồn bã nói: chị nhất định đi à? Mỹ thản nhiên đáp: anh không thích nhảy đầm thì anh chở tôi đến rồi anh về. Rồi nửa đêm chị phôn cho tôi đến đón chị à? Chứ sao? Trình uể oải cầm sâu chìa khóa đứng dậy, chàng sực nhớ ra một chuyện nhỏ, chàng bảo: quên nữa, hồi chiều có ông nào tên là Lộc ở bên miền Đông, bên Washington DC gì đó, gọi điện thoại long distance cho chị đấy. Ông ấy bảo tôi dặn chị phone collect cho ông ấy. Mỹ giật mình đứng ngây người nhìn Trình, rồi lững thững bước lại salon ngồi phịch xuống. Đã mấy tháng nay, từ ngày chia tay nhau ở khách sạn, Lộc bặt tin không liên lạc với Mỹ. Tấm chi phiếu không tiền bảo chứng vẫn còn làm Mỹ mang mối hận đến ngày nay, mặc dù nàng đã tự nhủ sẽ gạt hẳn Lộc ra khỏi trái tim dễ dãi của mình. Chuyện dài đếm những mảnh tình cuốn 2 mặt B. Mấy lần phone cho Lộc, người nhà đều bảo Lộc đi xa. Mỹ có cảm tưởng mình bị nhục mạ một cách ê chề, đã phản bội chồng ở trại tị nạn, rồi qua đây lại tự ý liều lĩnh mò đến hiến thân cho Lộc. Thế mà gã chỉ trả công cho nàng bằng mảnh giấy bịp bợm. Tự dưng nàng thấy cần phải gặp lại Lộc để trả mối hận này. Nàng hỏi Trình: ông ấy có để lại số phone không? Trình đứng dậy tiến lại bàn viết và đáp: có, ông ấy dặn chị là phone collect cho đỡ tốn tiền. Chàng trao mảnh giấy nhỏ cho Mỹ và tò mò hỏi: ai vậy chị? Mỹ đáp nhanh: người quen, bạn anh Dục ở trại tị nạn. Trình hồi hộp mừng rỡ: hay là anh Dục qua bên đó với ông ấy, chị thử phone xem sao. Mỹ hết cả hứng thú đi nhảy đầm, nàng bảo Trình: thôi, tôi nể anh, tối nay tôi ở nhà, nhưng tôi nhờ anh việc này anh phải làm cho tôi. Trình chố mắt hỏi lại: việc gì? Anh chạy ra phố mua nửa ký thịt quay về ăn cơm. Tự dưng tôi thấy thèm ăn thịt quay quá. Trình hài lòng đáp: tôi sẽ mua cho chị cả ký, cả bánh hỏi với lại dưa leo nữa. Mỹ đột ngột hỏi: anh Trình à, người ta gửi tiền cho mình thì làm cách nào để biết là chi phiếu người ta có tiền bảo chứng hay không? Trình ngơ ngác nhìn Mỹ mấy giây rồi đáp: thì chị bảo họ certify cái check của họ, hoặc là gửi bằng money order. Nhưng mà chị hỏi làm gì? Mỹ nhún vai: họ cho biết mà, có người nợ tiền tôi đang đòi. Trình ra khỏi cửa, Mỹ vội vàng quay phone cho Lộc. Nàng tống Trình đi để Trình khỏi nghe câu chuyện giữa nàng và Lộc. Trình thì hân hoan làm theo lời Mỹ vì tưởng Mỹ nể mình bỏ cuộc dạ vũ mà nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mỹ áp ống nghe vào tai, nàng thấy rõ bàn tay mình run run hồi hộp. May quá Lộc có nhà và hình như cũng đang nóng lòng chờ điện thoại của Mỹ. Mấy tháng nay, Lộc hăm hở chạy theo một cô ca sĩ mầm non trong thành phố. Lộc ăn cắp tiền của ông bà già để thực hiện cuốn băng nhạc đánh bóng cô ca sĩ đó. Nhưng rồi kết quả chả đi tới đâu. Cô gái lên không nổi vì thiếu khả năng, mà Lộc cũng chả ăn cái giải gì vì cô bỏ sang Cali tìm mảnh đất khác dung thân. Tình và tiền hai nhánh sông bế tắc, Lộc quay về với Mỹ.
Mấy lần gã điện thoại đến chỗ Mỹ làm, bà chủ đều không cho Mỹ biết vì sợ nàng sẽ lạm dụng cái điện thoại business của bà. Hôm nay, Lộc liều lĩnh gọi thẳng đến nhà Mỹ, dự định nếu gặp Dục thì gã sẽ cúp phone ngay. Không ngờ Trình cho biết Dục đang nằm bệnh viện. Lộc mừng quá dặn Trình bảo Mỹ gọi lại. Đầu dây bên kia vừa có tiếng hello, Mỹ hăm hở nói: Anh Lộc, Mỹ đây này. Mỹ cố lấy giọng tự nhiên, không để lộ chút giận hờn nào để Lộc khỏi nghi ngờ. Gã hồi hộp muốn hét lên: Trời ơi, anh nhớ em quá. Anh phun cho em bao nhiêu lần tại tiệm đều không gặp. Cũng vẫn những câu nói ấy, mới ngày nào Mỹ nghe ngọt ngào nặng trĩu ân tình, hôm nay nàng chỉ thấy toàn là giả dối. Nàng giả vờ nhõng nhẽo: Em tưởng anh quên em rồi chứ. Sao Mỹ lại nói thế? Mấy tháng nay anh bận thu xếp công việc bên này để sang đón em. Anh Dục nằm nhà thương lâu chưa? Hay là nhân dịp này anh qua rước em luôn nhé? Mỹ đã có chủ ý, nàng đáp: Lúc nào em cũng nóng lòng muốn về với anh mà, nhưng em còn kẹt vài chuyện bên này. Lộc nóng này hỏi lại: Chuyện gì? Mỹ nhẹ nhàng trách: Anh tệ quá, hôm anh đưa cho em tấm check không có tiền, làm em đi sắm đồ lung tung và đâm ra kẹt. Bây giờ em nợ tùm lum à? Lộc làm bộ ngạc nhiên: Ủa, check của anh mà không có tiền bảo chứng à? Sao kỳ vậy? À, thôi rồi, chắc là anh đưa lộn cho em. Anh nhiều sổ băng quá, tiền ra tiền vào thành ra lâu lâu nó cũng bị lẫn. Anh xin lỗi em, để anh gửi sang ngay cho em cái khác. Đừng giận anh nghe cưng. Mỹ nói chậm và rõ: Anh à, anh thực sự muốn em qua với anh không? Em muốn ly dị anh Dục cho dứt khoát đã, mình làm đám cưới hẳn hòi. Em muốn chuyện gì cũng minh bạch đàng hoàng. Anh là đàn ông thì không sao, em là đàn bà, có chuyện gì phần thiệt thòi vẫn là em mà. Lộc thực sự xúc động, gã nghĩ lại những ngày dại dột chạy theo con bé ca sĩ và hối hận đã đột ngột bỏ Mỹ. Gã tha thiết hỏi lại: Ý em muốn sao? Em cứ nói, chắc chắn anh sẽ làm theo ý em. Mỹ nịnh: Anh đào hoa lắm, con gái chung quanh anh thiếu gì. Em chỉ sợ em ly dị anh Dục rồi, anh không đón em thì em mất cả hai à? Lộc hăng lên: Không bao giờ có chuyện đó. Em cho anh biết ngày giờ đi, anh sẽ mua vé máy bay qua em ngay. Mỹ mỉm cười: Thế này nhé, không phải là em không tin anh, nhưng anh nhiều cô mê lắm. Bây giờ anh gửi ngay cho em cái money order số tiền hôm trước anh đã ký cho em đó, để em thanh toán mấy món nợ bên này đã. Em sẽ lo thủ tục ly dị ngay lập tức. Nói thật với anh Dục bỏ đi rồi, đi lâu rồi, em chả còn vướng mắc gì nữa đâu. Từ hôm anh Dục đi, em đã liên lạc với anh bao nhiêu lần để anh đón em về với anh mà chả lần nào gặp anh. Lộc ngắt lời: Được, tiền thì anh gửi ngay ngày mai. Nhưng mà nhớ là money order nhá, anh gửi check thì lâu lắm em mới cash được tiền đấy. Lộc quả quyết: Anh sẽ mua money order. Mỹ ra điều kiện tiếp: Trong khi em lo thủ tục ly dị, em xin anh gửi cho em cái nhẫn cưới. Không phải em cần nó, nhưng ít ra đối với bạn bè, em cũng muốn người ta biết người chồng tương lai của em biết nghĩ đến em chứ. Lộc nói nhanh: Tất nhiên rồi, nhẫn cưới thì bắt buộc. Em muốn anh mua vé máy bay gửi qua đây cho em nữa. Lộc cắt ngang: Chính anh sẽ qua đón em, việc gì phải gửi vé máy bay. Mỹ lại chỉ chiết: Anh Lộc ơi, giá cứ ở bên anh mà nghe anh hứa thì chuyện gì cũng xong cả. Nhưng mà em biết tính anh, xa em chỉ một ngày là anh quên em ngay à? Hay là thôi anh ạ, anh Dục bỏ đi luôn rồi, chắc chắn không bao giờ trở lại thành phố này nữa. Anh sang bên này với em đi. Ở miền Tây bên nào cũng tốt hơn bên đó, người Việt đông hơn, khí hậu lại ấm quanh năm nữa. Lộc ngần ngừ: Anh đang kẹt mấy cái business ở bên này, không lẽ bỏ đi? Anh có tài sống ở đâu chả được, nhất là anh lại có vốn nữa. Nhá, qua bên này với em nhá. Lộc siêu lòng: Để anh tính xem. Mỹ tiếp tục cà kê kể chuyện cho Lộc nghe, những chuyện vớ vẩn không đáng kể, mục đích chỉ để kéo dài buổi nói chuyện. Sau cùng nàng bảo: Thôi, cứ như vậy anh nhé. Ngày mai anh gửi tiền ngay cho em để em lo công chuyện, rồi anh gửi nhẫn cưới cho em. Cuối tháng này anh có thể qua đây được rồi. Trong khi chờ đợi thì em lo tìm nhà sẵn này, anh qua có chỗ chúng mình ở ngay, khỏi thuê ô tên tốn tiền. Lộc chợt cắt ngang: Hồi chiều anh gọi em, ông nào bốc phone vậy? Em nói là anh Dục đi rồi mà, ai đang ở chung với em vậy? Mỹ gạt đi: À, ông anh bà con của em đấy mà, ông ấy già rồi,
ông ấy cũng chán ảnh dục lắm, thấy em sống một mình, thỉnh thoảng ông anh em qua chơi cho đỡ buồn. Và nàng quay trở lại kế hoạch của mình. Từ nay đến hôm anh sang, ngày nào cũng phải phone cho em nhé. Một ngày không nghe tiếng anh là em lo lắm. Anh bay bướm quá à? Mai kia về ở với em mà còn như vậy là không được đâu đấy nhá. Nghe cái giọng trách móc một cách nhõng nhẽo của Mỹ, Lộc sướng lắm, gã trấn an. Anh bận lắm, nhưng mà anh sẽ phone cho em mỗi ngày. Em thu xếp đi, cuối tháng anh sẽ qua ở luôn với em. Mỹ còn căn dặn thêm vài lần nữa về tấm check, certified check hoặc money order, nhẫn cưới và vé máy bay, rồi mới cúp phone. Nàng khoan khoái chờ Trình về. Nàng vào phòng thay quần áo, lúc trở ra thì Trình vừa về tới. Câu đầu tiên đón Trình, Mỹ bảo: Tôi vừa phone cho ông Lộc, ông ấy có hỏi tôi về anh thì tôi bảo anh ấy, anh là anh họ của tôi, anh nhớ dùm tôi điều ấy nhá. Trình đặt túi đồ ăn lên bàn và đáp: Chị khỏi phải dặn, tôi phải giữ uy tín cho chị và anh Dục chứ. Cho nên bất cứ ai hỏi tôi đều nói tôi là bà con của chị, nếu không người ta có thể nghĩ bậy. Rồi nhân tiện Trình hỏi: Ông ấy nợ tiền chị hay sao? Mỹ lúng túng đáp: Hồi con ở Việt Nam ấy. Tiền nợ ở Việt Nam qua đây kể như bỏ chị ơi. Tôi biết rất nhiều người vay tiền của thiên hạ để đi vượt biên, lên tới đảo là quên ngay huề cả làng. Mỹ mỉm cười: Ông này thì khác, tôi chắc là ông ấy sẽ trả mà. Hai người vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Mỹ nói cười luôn miệng khiến Trình vừa đối đáp vừa tự hỏi tại sao mới lúc nãy Mỹ còn nằng nặc đòi đi dạ vũ, sửa soạn thật kỹ lưỡng như có hẹn với ai, thế mà chỉ trong giây lát đã đổi ý ngồi nhà đùa giỡn với Trình. Càng ngày Trình càng thấy tâm tính Mỹ có vẻ bất thường quá. Rất nhiều lần Trình đã phun ra những câu chạm mạnh và tự ái của Mỹ. Trình yên chí Mỹ sẽ giận chàng và bỏ đi. Nhưng rồi Trình chỉ xin lỗi một lời có tính cách thủ tục, Mỹ lại vui vẻ ngay. Mỹ gắp miếng thịt quay đầu tiên và hỏi Trình: Nhà còn rượu không anh? Còn, chị muốn uống rượu à? Mỹ nhún vai đáp: Uống thì uống chứ, sợ gì. Bữa cơm không ngờ lại hào hứng đến thế. Trong hơi men trĩnh choáng, Trình chợt nhớ đến Dục và có lúc áy náy đến trào nước mắt. Trước mặt Trình, Mỹ như một vì sao rực rỡ, sáng ngời nhan sắc, vô tình đã quên hẳn người chồng tàn tật giờ này đang lẩn khuất ở một phương trời xa. Những ngày kế tiếp, Mỹ thường xuyên điện thoại cho Lộc, một ngày ít lắm cũng hai lần. Dĩ nhiên, Mỹ luôn luôn phone collect vì nàng muốn cái bill điện thoại của Lộc phải đầy ắp. Một tuần sau, nàng nhận được cái money order của Lộc, nàng đổi ngay lấy tiền bỏ vào chương mục riêng của mình, đồng thời mua tặng Trình cái cà vạt của Hugo Boss. Tuần thứ ba, Lộc gửi chiếc nhẫn hột xoàn sang, đồng thời báo tin đã thu xếp mọi công việc, chỉ chờ ngày lên đường. Thời gian hình như trôi qua rất chậm. Tới ngày trọng đại, Mỹ mời Trình đi ăn và căn dặn: Ngày mai sẽ có người phone cho tôi, anh nhớ nói với họ là tôi không còn ở địa chỉ này nữa nhé. Trình ngơ ngác hỏi lại: Tại sao lại kỳ vậy? Chị không muốn gặp người ta thì chị cứ nói thẳng việc gì chị phải quanh co như vậy. Mỹ nhấn mạnh: Anh cứ làm theo lời tôi dặn đi mà, tôi chỉ nhờ anh có một ngày mai thôi. Trình vẫn thắc mắc: Nhưng người kiếm chị là ai mới được chứ? Mỹ cười: Sao anh tò mò vậy? Trình lắc đầu: Chị không nói rõ thì tôi nhất định tôi không nghe lời chị được. Mỹ lại cười gượng: Thôi được rồi, anh khó chịu quá. Anh muốn biết thì tôi kể cho anh nghe. Có một anh chàng quen với anh Dục và tôi ở trại tị nạn, biết tôi có chồng mà vẫn lăn xả vào tán. Tôi bực mình lắm, tiếp hắn làm gì? Trình hài lòng về thái độ của Mỹ, nhưng lại không đồng ý với cách xử sự như thế. Chàng nói: Chị chỉ việc nói thẳng với hắn, việc gì phải làm bộ đổi địa chỉ, rồi nay mai hắn lại vẫn lùng kiếm chị. Mỹ xua tay gạt đi: Câu chuyện dài lắm, tôi không muốn kể với anh. Tôi chỉ yêu cầu anh một điều là ngày mai anh ở nhà với tôi suốt ngày, tôi bảo gì thì anh cứ làm theo ý tôi. Trình lắc đầu cười: Chị lắm chuyện quá. Ngày mai thứ bảy tôi định đi chơi xa, nhưng mà thôi, chị đã ra lệnh thì tôi đành ở nhà để chị sai vặt vậy. Sáng hôm sau ở miền Đông, Lộc khăn gói hăm hở ra phi trường, mang theo cả một trời mơ mộng về hình ảnh nồng cháy của Mỹ. Mới cách đây mấy tháng, Lộc xuống tinh thần khủng khiếp vì bị người đẹp bỏ rơi, gã mất hết cả tự tin, lưỡng lự mãi rồi mới dám phone cho Mỹ để nối lại tình xưa. Không ngờ Mỹ vẫn yêu Lộc, mà hình như còn tha thiết hơn xưa, hối thúc Lộc dọn qua càng sớm càng tốt.
Một mặt Bòn rút tiền của cha mẹ, một mặt Lộc bán xe và dàn máy hát, gom góp chút vốn liếng gửi sang cho Mỹ để gây dựng tương lai. Gã nói thẳng với gia đình là chuyến này đi lấy vợ và lập nghiệp ở phương xa. Ông bà già không cản vì lúc này đã chán ngấy thằng con phá gia chi tử. Thậm chí bà cụ còn tặng thêm ít tiền lộ phí và dặn: Con cứ ở bên ấy đừng về, mẹ nghe nói miền Tây càng ngày càng phát triển hơn mà. Phi cơ đáp xuống, Lộc vén tay áo điều chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương, rồi đứng dậy vươn vai vuốt lại mái tóc. Gã theo đoàn người qua từng cầu thang xuống khu hành lý, lòng rộn rã hy vọng. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, Lộc đứng chơ vơ ở phòng đợi, ngơ ngác nhìn quanh không thấy ai ra đón. Bất cứ một bóng dáng đàn bà nào từ xa đi tới cũng làm Lộc trố mắt đăm đăm theo dõi. Gã tìm một cái ghế ngồi đợi, hai chiếc vali đặt kế bên. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lộc đành phone về cho Mỹ. Ở nhà Mỹ hồi hộp cũng không kém, nàng biết giờ này Lộc đã tới phi trường. Nàng cầm tờ báo ngồi trên salon ngay bên cạnh cái điện thoại và bảo Trình lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh. Nghe tiếng phone reo, Mỹ giật mình chồm người dậy, miệng la oai oái: Đó, đó, anh trả lời đi. Trình lắc đầu nhìn Mỹ mỉm cười, cái con bé này lắm chuyện quá. Dù chưa hiểu đầu đuôi ra sao, Trình đã mơ hồ đoán rằng có kẻ dại khờ nào đó đang bị Mỹ quấy phá. Trình áp ống nghe vào tai, mắt đăm đăm nhìn Mỹ và nói: Hello. Đầu dây bên kia Lộc hơi khựng lại vì thất vọng. Gã nói: Xin lỗi, cho tôi nói chuyện với cô Mỹ ạ. Mỹ đặt một ngón tay lên miệng và lắc đầu lia lịa làm hiểu. Trình đáp: Thưa ông, cô Mỹ không còn ở đây nữa. Xin lỗi, ông là ai ạ? Lộc ngạc nhiên: Tôi là Lộc ở Washington DC, mới tới phi trường Los. Cô Mỹ hẹn với tôi mà, mới sáng nay trước khi đi tôi còn nói chuyện với cô ấy mà. Giọng Lộc run run làm Trình xúc động. Chàng dùng bàn tay bịt ống nói lại và nhoài người thì thầm với Mỹ: Chị hẹn người ta mà. Mỹ nhấn mạnh: Kệ nó, anh cứ nói là tôi dọn đi rồi. Trình thở dài rồi bảo Lộc: Thưa ông, cô Mỹ không có nhà. Lộc dai dẳng níu kéo: Tôi từ miền Đông bay qua đây, cô Mỹ hẹn sẽ đón tôi ở phi trường. Thưa ông, tôi chờ đã cả tiếng đồng hồ rồi. Ông có cách nào tìm cô Mỹ dùm tôi, cho tôi liên lạc. Tôi cảm ơn ông lắm. Giọng Lộc đầy nước mắt khiến Trình chịu đựng không nổi. Chàng khẩn khoản đưa mắt nhìn Mỹ như chính chàng đang bị hất hồi. Mỹ rằng ống nghe cục mạnh xuống và tàn nhẫn nói: Dẹp thằng cha đó đi. Lập tức Trình đứng dậy, giang rộng hai cánh tay và nói lớn: Tôi không hiểu nổi chị. Tôi không cần biết ông ấy là ai, nhưng nếu chị đã lỡ hẹn với người ta thì chị phải tiếp chứ. Người ta bay mấy ngàn cây số qua đây, chị đối xử như vậy sao được? Mỹ thản nhiên nói: Chính anh có lần kể với tôi là anh biết một người ở Pháp sang Mỹ cưới vợ. Qua đến nơi, cô kia không thèm gặp, anh chàng trở về tay không. Tôi thấy tội nghiệp anh chàng đó, thì anh lại bảo là ngu thì ráng mà chịu. Anh mới thật là khó hiểu. Trình buông mình xuống ghế chán nản nói: Chị tàn nhẫn quá. Mình tội nghiệp người ta, nhưng người ta có tội nghiệp mình đâu. Trình nhăn mặt hỏi: Nhưng cái ông này là ai? Hẹn hò với chị từ bao giờ mà ông ấy qua đây? Chị mà không hứa sức mấy người ta dám mua vé máy bay bay sang tìm chị. Trình vừa dứt lời thì điện thoại lại reo vang. Chàng khựng lại đưa mắt nhìn Mỹ làm hiệu bảo Mỹ trả lời. Nhưng Mỹ gan góc lắc đầu. Chờ tiếng reo thứ năm, Trình lại phải miễn cưỡng nhấc lên và nói: Hello. Đầu dây bên kia lại vẫn là giọng của Lộc: Xin lỗi, làm phiền ông lần nữa, xin ông thông cảm. Cô Mỹ hẹn tôi qua đây, tôi đã bán hết đồ đạc xe cộ. Xin ông nói thật cho tôi biết là cô Mỹ hiện ở đâu ạ? Chắc chắn cô ấy chưa thể dọn đi chỗ khác, là vì mới sáng nay chúng tôi còn nói chuyện với nhau trước khi tôi ra phi trường. Trình trao điện thoại cho Mỹ và bảo: Chị muốn nói gì với người ta thì nói đi. Mỹ lại gáp phone và la lên: Ô hay, tôi đã bảo là anh cứ làm theo lời tôi mà, rồi tôi sẽ giải thích cho anh sau. Tôi chỉ nhớ anh một bữa nay thôi. Trình đứng dậy vào bếp vặn ly nước lạnh bưng ra và bảo Mỹ: Rồi, chị kể đi, đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Mỹ chưa kịp lên tiếng thì điện thoại lại reo. Lần này Trình dứt khoát trả lời Lộc: Cô Mỹ chắc chắn không ra gặp ông nữa đâu. Ông có người quen nào ở thành phố này thì về ở tạm đi, hoặc là mướn khách sạn rồi tính sau. Đầu dây bên kia, Lộc im lặng một chút rồi nghẹn ngào nói nhỏ: Vâng, thôi, xin cảm ơn ông.
Gã phun rồi, Lộc rưng rưng nước mắt, xách vali ra khỏi nhà Kiến, đón taxi, trở lại Holiday Inn, nơi hẹn hò tội lỗi với Mỹ cách đây mấy tháng. Bước vào phòng, Lộc quăng vali, rồi để nguyên y phục nằm vật ra giường. Người bồi phòng đứng sớ rỡ chờ Lộc cho tiền tiếp. Lộc vô tình quay mặt vào vách, không biết sự hiện diện của gã. Gã phải ho lên một tiếng, Lộc mới sực tỉnh, móc túi trao cho gã tờ giấy 5 đồng. Gã nói cảm ơn, rồi hỏi Lộc có cần gì thì cho gã biết. Lộc chán nản đuổi gã ra và lên giường nằm tiếp. Cuộc đời khốn nạn thật, Lộc vẫn tự hào mình khôn ngoan hơn đời. Chưa bao giờ bị lừa vào thế giới cơ đàn bà, thế mà chỉ trong vòng 2 tháng đã vướng hai vố rất nặng. Mối hận này biết đời nào quên được. Lộc đứng dậy bước ra ban công, thành phố về chiều nườm nượp xe cộ, nhịp sống cuồng nhiệt sinh động. Người người chen chúc lại qua, không hề biết đến trong căn phòng nhỏ này có kẻ đang u sầu vì trái tim rớm máu. Lộc quay vào, nắm tay đấm mạnh vào tường. Đường đời muôn vạn nẻo, tội gì giam thân ở đây. Lộc bước nhanh ra đường, đón xe đến nhà Mỹ. Mỹ đang ngồi coi video, Trình nằm nghe nhạc classic trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Mỹ giật mình ngó ra nhưng vẫn ngồi yên. Chờ tiếng gõ thứ hai, Mỹ mới chạy vào phòng Trình và bảo chàng. Có ai gõ cửa kìa? Trình ngồi bật dậy, vói tay vặn nhỏ âm thanh rồi ngơ ngác nhìn Mỹ. Thì sao chị không mở cho người ta, chị lại gọi tôi là thế nào? Mỹ nghiêm trọng phân trần. Nếu là thằng cha Lộc, anh phải đóng kịch với tôi nhé. Anh cứ coi tôi lên như là vợ anh nhé. Trình càng ngạc nhiên trố mắt nhìn Mỹ. Bên ngoài tiếng gõ tiếp tục. Trình đi ra xoay nắm cửa, mở hé. Quả nhiên là Lộc. Lộc khẽ gật đầu chào và hỏi. Tôi là Lộc, nhà cô Mỹ ở đây có phải không thưa ông? Trình bối rối quay đầu lại tìm Mỹ. Chàng không biết trả lời Lộc thế nào. Dù sao đi nữa, Lộc từ xa đến, bị Mỹ hất hủi, tình cảnh cũng đáng thương. Trong phòng, Mỹ lên tiếng gọi. Anh ơi, vào em nhờ một chút. Ai đó anh? Giọng Mỹ ngọt ngào như vợ chồng mới cưới. Trình bảo Lộc. Xin lỗi ông một chút. Chàng để cửa mở và chạy vào với Mỹ. Mỹ níu tay dặn nhỏ. Anh không được gọi tôi bằng chị, nghe chưa? Thì gọi bằng gì bây giờ? Cứ kêu tên được rồi. Và phải xưng anh, nữa giờ anh là chồng tôi đấy. Trình bực mình vì trò đùa bí ẩn của Mỹ, nhưng không có thì giờ để thắc mắc. Chàng gật đầu bước ra cửa. Lộc nói ngay. Anh cho tôi vào gặp cô Mỹ ạ. Mỹ khoan thai bước đến bên cạnh Trình, lạnh nhạt nhìn Lộc. Lộc trố mắt toan reo lên thì Mỹ đã lên giọng xa lạ. Ông tìm ai? Lộc vồn vã. Mỹ, em hẹn anh mà, sao em không ra đón anh? Mỹ nghiêm mặt đáp. Ông là ai? Tôi có biết ông là ai đâu mà ông ăn nói mất dạy vậy. Chồng tôi hiểu lầm thì sao? Nàng quàng cánh tay qua lưng Trình và âu yếm nói. Thôi đi vào đi anh, chắc ông này lầm nhà rồi đấy. Lộc há mồm toan phân trần thêm, nhưng Mỹ đã lôi Trình vào và đóng ập cánh cửa lại. Lộc uất nghẹn đứng bâng khuâng một lúc, rồi dè dặt giơ tay gõ cửa thêm một lần nữa. Mỹ hầm hầm bước ra lớn tiếng mắng. Ông không đi tôi kêu cảnh sát bắt bây giờ. Và nàng khép cửa thật mạnh như một cái tát vũ bão vào mặt Lộc. Lộc trào nước mắt nghĩ đến cha mẹ tuổi đã cao, mười mấy năm cặm cụi kiếm tiền từng đồng gây dựng sự nghiệp. Phen này còn mặt mũi nào mà trở về. Nước mắt trào ra, Lộc lầm lỗi bước xuống đường. Ngang qua một quán rượu, Lộc dừng lại lưỡng lự mấy giây rồi bước vào. Gã giữ cửa to như ông hộ pháp dẫn Lộc sâu vô trong chiếc bàn, xa hẳn sân khấu. Trên đó có mấy cô vũ nữ khỏa thân đang oằn người dạng chân cho khách vừa uống bia vừa chiêm ngưỡng. Lộc ngẩng lên nhìn thoáng rồi cúi xuống ngay. Chả còn chút hứng thú nào xoát lại trong lòng Lộc. Lộc cầm chai bia tu ở ngực. Tiếng nhạc đập mạnh chung quanh như muốn phá vỡ lồng ngực. Uống hết chai bia, Lộc đứng dậy đi ra. Gã lại tiếp tục lang thang vô định. Ở một góc đường vắng, lác đác những bóng giai nhân mời gọi. Một cô tóc đen ngoắc ngón tay kêu Lộc. Lộc dễ dãi gật đầu, đón taxi đưa nàng về khách sạn. Trước khi nhập cuộc, cô gái chắc ăn nêu giá cả. Lộc bĩu môi nhấn mạnh. Tiền bạc không thành vấn đề. Lộc nằm ngay đơ như khúc gỗ, mắt mở trừng trừng. Gã nghĩ đến Mỹ, đến những lần vụng trộm ở trại tị nạn. Và mới đây cũng trong khách sạn sang trọng này, lòng gã buốt nhói, vừa uất ức vừa tủi thân. Cô gái giang hồ kê đầu lên bụng Lộc hành nghề một lúc không có hiệu quả, ngước lên nhìn Lộc than thở. It doesn't work. Lộc xô cô gái ra kéo quần ngồi dậy.
Gã ấn chuông gọi bồi phòng mang rượu lên và rủ cô gái uống. Anh mời em ở lại với anh suốt đêm nay. Cô gái nhún vai. Miễn là anh đủ tiền trả. Lộc uống một hớp rượu lớn, đưa cánh tay quệt ngang mép rồi đáp. Đã bảo là tiền không thành vấn đề mà. Cô gái đặt ly xuống, ngồi sát vào người Lộc và hỏi. Tiền anh đâu? Lấy ra cho em coi coi. Lộc văng tục. Tiên sư mày, bộ mày tưởng tao xạo sao? Cô gái thản nhiên nói. Em đã từng gặp nhiều khách ở bề ngoài còn sang trọng hơn anh, nhưng cuối cùng lại chạy làm. Anh cứ moi tiền ra em coi đó, rồi mở lại đây cả đêm với anh cũng được. Lộc ngửa người, thò tay vào túi quần móc ra một nắm tiền và hỏi. Nhiêu đây đủ chưa? Con bé trố mắt nhìn cho rõ rồi nói. Gì đâu mà giấy một đồng à? Tính ra đâu có bao nhiêu. Lộc đã ngà ngà say, quăng nắm tiền tung tóe trên mặt giường và chửi. Mẹ mày, thế cái gì đây? Cô gái nhòài người lượm từng tờ giấy xếp lại ngay ngắn, trao cho Lộc. Gã nhét hết vào túi áo, nằm lăn ra giường. Cô gái giang hồ cúi xuống hôn Lộc và bảo. Nếu ở lại đây thì em phải đi tắm đã. Lộc đẩy nàng ra. Ừ, tắm đi, hôi thấy mẹ. Cô gái bước vào phòng tắm nhưng lại trở ra ngay, ấn số điện thoại và nháy mắt bảo Lộc. Em báo cho thằng Kép nó biết là đêm nay em không về. Lộc không quan tâm đến những lời vui vẻ của nàng. Gã há mồm thở khò khè, đôi mắt cay cay nhạt nhòa như có làn khói tre. Gã xoay người toan điện thoại cho Mỹ nhưng lại thôi. Gã ngồi lên nhìn hai chiếc vali nằm chỉnh hình giữa phòng, uể oải đứng dậy, khệnh khạng bước tới. Gã mở vali, lật dưới đáy, moi ra một chiếc hộp nhỏ bọc trong lớp giấy hoa. Gã trở lại giường xé giấy, bật nắp hộp ra coi. Chiếc đồng hồ Seiko phụ nữ mặt đen vuông, giá hơn 800 Mỹ Kim, tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ Lộc. Gã thở dài, chớp mắt nhìn ra cửa sổ. Cô gái giang hồ từ phòng tắm bước ra, mặc chiếc áo sơ mi và đi giày cao gót, nhưng phía dưới vẫn không mặc gì. Cô đến ngồi bên cạnh Lộc. Lộc giơ cái đồng hồ ra trước mặt cô và nói, anh tặng em. Con bé nhìn chừng chừng rồi lắc đầu. Em chỉ lấy tiền mặt thôi. Lộc phân trần, không, đây là quà anh tặng em, còn tiền công của em đêm nay anh vẫn trả đủ, không trừ vào cái đồng hồ này đâu. Con bé ngơ ngác hết nhìn Lộc lại ngó chiếc đồng hồ. Rồi nó bỗng la lên, ôm chầm lấy Lộc hôn chồn chột lên má và cảm ơn rối rít. Lộc hỏi, em tên gì? Lisa. Vừa nói cô gái vừa vén tay áo, tháo chiếc đồng hồ rẻ tiền đang đeo vứt bẹt vào thùng rác ở đầu giường và than. Thằng Kép em nó cheap lắm, tặng cái đồng hồ có 15 đồng. Lộc cầm cái Seiko nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Lisa. Gã nhớ đến cánh tay trần của Mỹ, có những sợi lông tơ mơn mởn gợi dục, đêm nào ôm ghì lấy gã cũng ở trong ô ten này. Gã thở dài nằm ngửa ra, kê hai bàn tay dưới gáy. Lisa bắt đầu tháo vớ cởi quần áo cho Lộc. Lộc hững hờ như cái xác không hồn. Lâu năm trong nghề, Lisa hiểu rõ tâm trạng những người khách hàng như Lộc. 90% đàn ông đến tìm nàng vì đòi hỏi của thể xác, 10% còn lại gặp nàng chỉ để trang trải qua một đêm trống vắng. Một ông chồng sau trận cãi vã với vợ, hoặc biết vợ ngoại tình mà không có hy vọng gì hàn gắn. Một thương gia thất bại cay đắng trên thương trường, một tay cờ bạc gặp vận xui tận mạng. Những kẻ ấy gọi nàng vào ô ten không phải để giải quyết sinh lý, mà chỉ muốn có một bóng dáng đàn bà bên cạnh cho đỡ trống trải và đôi khi để tâm sự, chia sẻ. Lộc có lẽ chính là một trong những kẻ thiếu may mắn đó. Gã đang buồn đứt ruột, chắc chắn đêm nay chỉ nằm suông bên cạnh Lisa mà thôi. Lisa có hai nhiệm vụ trước mắt là giải khuây cho Lộc và moi tiền cho mình. Nghề nghiệp dạy nàng rằng những kẻ như Lộc sẽ là những khách chi tiền nặng nhất và dễ nhất. Nhìn hai cái vali vứt ngổn ngang giữa nhà, Lisa biết ngay Lộc là du khách phương xa mới tới thành phố. Bòn rút được chút nào hay chút đó, ngày mai gã sẽ ra đi, chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Lisa nằm gối đầu lên vai Lộc, bàn tay xoa nhẹ trên đùi Lộc, thì thầm hỏi. Anh đang gặp chuyện buồn hả? Câu hỏi làm Lộc trào nước mắt. Lisa lấy giấy thấm hai khóe mắt Lộc rồi ngồi lên rót rượu cho Lộc. Nàng nói. Uống đi, anh sẽ hết buồn. Lộc ngồi lên dựa lưng vào tường. Gã kéo tấm chăn đắp lên bụng, che bớt tấm thân trơ trụi của mình. Gã nhấp một hớp, toan nốc cạn ly thì Lisa giằng lấy và đặt sang bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đã có những đêm nàng gặp say ói mửa khóc cười như điên dại, biết đâu chỉ lát nữa đây
Lộc cũng sẽ tái diễn trò này. Tốt hơn là nói chuyện với Lộc để Lộc khuây khỏa, và rồi Lộc sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi, qua một đêm yên lành, nàng mợ bạc ra đi. Lúc nãy khi mới vào, nàng đã tái máy để kích thích Lộc, nhưng bao nhiêu công lao đều vô ích, kim đồng hồ của Lộc vẫn thản nhiên chỉ 5 giờ rưỡi. Nàng hiểu Lộc đang u uẩn tâm sự, không còn chút hứng thú thể xác nào. Lộc vận dụng hết khả năng anh ngữ kể cho Lisa chuyện tình của mình. Có lúc gã đã chồm lên đấm mạnh tay xuống giường và chửi: "Tiên sư nó, con đàn bà khốn nạn!" Bồi phòng gõ cửa mang thêm rượu lên và nói nhỏ với Lộc: "Thưa ông, trên tầng 17 chúng tôi có restaurant gọi là Roof Garden rất là thơ mộng. Ngồi trên đó ông bà có thể nhìn khắp thành phố, bởi vì nhà hàng quay chung quanh ngọn thác." Lộc quay sang hỏi Lisa: "Em đói không?" Lisa âu yếm nói: "Không đói lắm, nhưng em muốn anh lên đó ngồi với em. Quang cảnh đẹp sẽ làm anh quên chuyện buồn." Gã bồi phòng cúi chào và bước ra. Lộc miễn cưỡng đứng dậy mặc quần áo. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì ngoại trừ bữa điểm tâm nhạt nhẽo trên máy bay, nhưng Lộc không thấy đói. Gã kéo quần lên cài thắt lưng, thấy cái bụng hóp lại vì thiếu ăn, phải thắt chặt thêm một nắp nữa. Lisa lấy áo vest khoác lên người Lộc và dìu gã ra cửa. Lộc hỏi: "Tối nay em trở lại đây với anh nhé." Giọng đầy xúc cảm như tâm sự với người tình. Lisa đáp: "Miễn là anh có tiền." Lộc buột miệng chửi bằng tiếng Việt: "Mẹ mày mở miệng ra là tiền." Lisa không hiểu gì, nhoẻn miệng cười: "Tiếng Tàu nghe buồn cười quá." Lộc lên sân thượng ngồi chưa nóng đít đã đổi xuống. Gã lại nằm vật ra giường thao thức nghĩ đến Mỹ. Lisa thoải mái nằm bên cạnh ngủ một giấc bình yên cho tới sáng. Lúc tỉnh dậy nghe tiếng ngáy mệt mỏi của Lộc, nàng để Lộc nằm đó, lục túi áo đếm đủ số tiền đã giao ước rồi chia tay. Buổi trưa Lộc choàng thức, gã vào phòng tắm mở nước thật nóng.